ta quy luật là nói được là luôn. Nghĩ tất cả mọi người ai cũng sẽ nghe đến những cái giai thoại về công tử Bạc Liêu như là đốt tiền nấu chè, là người Việt Nam đầu tiên có bằng lái máy bay tư nhân, và Bạc Liêu cũng là nơi có sân bay tư nhân đầu tiên. Thì đây là những cái giai thoại nó đã rất là nổi tiếng, hầu như ai cũng biết. Có thể có rất nhiều người họ có một cái góc nhìn khá là tiêu cực, là công tử Bạc Liêu chỉ kiểu ăn chơi, phung phí về tiền bạc, và có nhiều thứ nó khiến cho người xem chỉ có một cái góc nhìn rất là phiến diện, nhìn thấy cái hình ảnh của công tử Bạc Liêu nó không được trọn vẹn. Thì sau khi mà mình tìm hiểu về lịch sử của công tử Bạc Liêu, đi đến tận Bạc Liêu để hỏi rất nhiều thông tin về những người đã từng truyền miệng lại, và cũng như là những cái giai thoại khác ở trên mạng, cũng như là gia đình công tử Bạc Liêu, rồi thậm chí mình đến thẳng nhà của công tử Bạc Liêu để mình cảm nhận. Khi mà mình đào sâu vào trong cái quá trình tâm lý của công tử Bạc Liêu, cũng như là kết hợp với cái kịch bản á, thì mình mới nhận ra được là ở một cái mặt khác có rất nhiều điều rất đẹp từ công tử Bạc Liêu mà đến bây giờ người dân tại xứ sở Bạc Liêu vẫn còn đang truyền lại. Đó là ông là một người mà có một cái tấm lòng rất là yêu thương mọi người, một tấm lòng rất là đẹp, luôn luôn quan tâm tất cả mọi người, cũng như là quan tâm tất cả những thứ xung quanh ông. Không chỉ đơn giản là mình là một người có tiền, mình sử dụng đồng tiền nó một cách phung phí. Một cái nét mà mình cảm thấy là mình khá là ngưỡng mộ, đó là một sự công bằng cũng như là không phân biệt giàu nghèo. Công tử Bạc Liêu có thể yêu thương ngay cả những người ở cái tầng lớp gọi là thấp nhất ở trong xã hội, ví dụ như những anh kéo xe, hay là những người khổ, những người ăn mày. Mình thấy đây là những cái gì đó rất là đẹp của một người phóng khoáng, phong lưu như là công tử Bạc Liêu. Thì đây là những cái đức tính rất là đẹp, khiến cho mình cảm thấy được là ở một cái mặt khác, khi mà tất cả xã hội đang nhìn hình ảnh công tử Bạc Liêu chỉ qua những giai thoại như là phung phí tiền bạc, thì ở đâu đó một mặt còn lại, công tử Bạc Liêu cũng có những cái hình ảnh, có những cái đức tính rất là đẹp. Đốt tiền nấu chè và đấu xảo sắc đẹp là hai cái giai thoại rất là nổi bật của công tử Bạc Liêu. Ekip sáng tạo đã dành rất là nhiều thời gian để đi tìm các cái chất liệu, các cái tài nguyên về giai thoại này. 100% là chỉ bằng câu chữ, không có bất cứ một cái hình ảnh nào mô tả lại, chụp hình lại hay là vẽ lại cái giai thoại này nó như thế nào hết. Thắng nghĩ cái việc mà mình thể hiện cái giai thoại đốt tiền nấu chè và đấu xảo sắc đẹp này, nó thiên hướng về sự thỏa mãn hình ảnh và không khí, vì ai cũng sẽ có cái sự tưởng tượng riêng của mình hết. Mọi người khi nghe tới đó, anh chắc chắn là bằng vốn sống của mình và bằng sự tưởng tượng riêng của mình sẽ có một cái cuộc đấu đốt tiền nấu chè của riêng mình. Thì cái cảnh đốt tiền nấu chè ở trong bộ phim Công tử Bạc Liêu đối với mình nó là một cái góc nhìn khá là cá nhân của mình, thì mình cũng tưởng tượng và mình hình dung ra. Chỉ có điều là khi mà mình chọn cái chìa khóa gì để cho khán giả cảm nhận được, nằm ở trong được cái sức nóng của hai cái lò lửa đốt tiền nấu chè ở đó, thì mình phải có những cái sáng tác mang tính hình tượng và đẩy cái không khí của nó lên. Mình gom góp tất cả những cái chất liệu của ông công tử Bạc Liêu, như ông là một cái người rất là yêu văn hóa nghệ thuật, ông lại nhảy giỏi nên là phải có vũ công ở trên đó, phải có ban nhạc sống ở trên đó, kể cả vũ điệu nấu chè cũng phải có. Tất cả những cái đó đều là những cái góp nhặt nhỏ nhỏ để mà mình mô tả ra cái không khí trong cái sự tưởng tượng của mình về cái cảnh đốt tiền nấu chè. Và cũng hy vọng là cái cảnh đốt tiền nấu chè này nó cũng thỏa mãn được một phần so với tưởng tượng của tất cả mọi người khi mà chiêm ngưỡng nó trên phim Công tử Bạc Liêu. Khi mà nhận kịch bản cũng như là đọc kịch bản thì cái sự hào hứng của mình nó càng ngày nó càng nhân đôi lên, nó làm cho mình cảm thấy là mình muốn thúc đẩy bản thân mình nó nhiều hơn. Cái khoảng thời gian mình giống như kiểu điên cuồng, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về vai diễn thôi. Luôn đi tập thể dục, mà lúc đó là trong cái giỏ tập thể dục mình để luôn cả laptop luôn, đang đẩy tạ. Vừa nghĩ ra cái gì đó hay, mở laptop rồi ngồi giữa chỗ tập thể dục, nót rồi đánh vô cho cái nhân vật của mình, ngủ mơ thấy cái nhân vật đó luôn. Thời điểm đó là thời điểm mình cảm giác là mình say sưa, mình mê mẩn, mình cuốn thẳng vào trong cái nhân vật đó. Xong rồi sau đó luôn mới nói với em gái mua cho mình một cái điện thoại chỉ xài được nghe gọi thôi, không sử dụng bất kỳ một cái mạng xã hội nào đó. Sau đó luôn lưu một cái iPad, luôn lưu tất cả những hình ảnh mà mình chụp được ở nhà công tử Bạc Liêu, sao chép tất cả những gì cần thiết, và luôn lưu đúng 4 bài hát mình hay nghe để khi làm việc là đúng 4 bài đó luôn sử dụng hết trong quá trình quay phim. Mình không muốn mình rời cái nhân vật này một phút nào.
Về phần ngoại hình thì khi mình coi thì mình cũng thấy là ủa tại sao mình search lịch sử thì tại sao cậu ba là công tử Bạc Liêu là da ngăm, da đen, nhưng mà những người khác thì cũng bình thường. Thường thì mọi người luôn nghĩ là mặc đồ trắng sẽ là Bạch công tử, còn mặc đồ đen là Hắc công tử. Nhưng mà không phải, Hắc công tử là công tử Bạc Liêu, là nói về làn da. Còn bộ đồ trắng là da đen nhưng thích mặc đồ trắng. Mình muốn bám sát lịch sử nhất thì mình cũng phải làm cho da mình đen luôn. Luân cũng chia sẻ luôn là từ trước đến giờ mình cũng không có khá là tự tin với cái làn da ngăm lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng điện thoại mình còn ngưng được, cái gì mình cũng có thể làm được. Vậy thì cái phần bên ngoài để tăng cái tính gọi là bám sát lịch sử cũng như là cho người xem có một cái gì đó nó tin hơn vào câu chuyện. Với lại Luân cũng muốn làm cái sự xuất hiện lần này cho bộ phim này, mình làm một cái gì đó nó hoàn toàn khác mình trước giờ. Ngay cả việc mình chuẩn bị, mình all in về cách mình làm việc, thì bên ngoài ngoại hình Luân cũng không care về việc là mình sẽ ảnh hưởng như thế nào về cái màu sắc bên ngoài của mình. Thì lúc đó mình cũng có đi phơi nắng, rồi buổi trưa mình phải xuống mình phơi nắng cháy da luôn. Thì mình phơi nắng cái da mình nó lại không đen được như mình mong muốn, và nó lại mau nhã. Thế là chương trình mới cho mình đi tan da. Thì cái lần đầu tiên tan xong nó cũng đen, nhưng mà không hiểu sao tan sao mà cái mặt của mình nó cứ trắng hoài à, mà cái người thì nó đen nhưng mà lên hình nó vẫn bị trắng. Xong rồi ten tiếp mấy lần luôn, và luôn chắc chắn là mọi người coi sẽ thấy là không có thấy cái màu da nào của Luân trước giờ như vậy hết á. Có một cái phần nữa gọi là phần tiếng Pháp. Đây là một thử thách kinh khủng. Đến bây giờ mình vẫn không nghĩ là mình có thể mình làm được. Ở bên nhà sản xuất mới bắt đầu cho Luân một người thầy là người Pháp luôn. Thì trong cái giai đoạn đầu tiên đó, Luân thấy là khi mà thầy nói tiếng Pháp á, mình thấy là họ nói rất là nhanh, và họ nói gần như là nó có cái kiểu nói của người Pháp. Luân còn nhớ là Luân nói với thầy là thôi bây giờ thầy có thể nói tiếng Pháp nhưng mà nói chậm thôi. Tại vì khi mà nghe một cái câu đoạn dài á, là mình không hiểu gì luôn, mình bị ngu luôn. Thì sau đó Luân mới bắt đầu kêu thầy nói. Rồi thầy gửi cho mình tất cả những cái phân đoạn thoại trong tiếng Pháp đó để mình về mình học. Si vous me permettez, monsieur le gouverneur, les avec gouvernement français vous mal. Nous ne voulons plus obtenir de nouvelles colonies que nous pourrions forcer à acheter notre récolte. Avez-vous donc appris quelque chose qui puisse nous sortir de cette situation? Monsieur le gouverneur, s'intéresse-t-il à la façon d'utiliser des forcettes ou à la façon de s'appliquer cette plat? Yeah, alright. Rồi thêm cái tính mình cầu toàn nữa, mình nghĩ là bây giờ nếu như là một cái người sống ở bên nước ngoài về, họ sẽ có những cái câu đệm, họ sẽ có những cái câu mà họ sẽ thích nói theo cái phong cách của họ. Mình bắt đầu dành ra một buổi chỉ hỏi thầy về những cái đó, về những cái thứ mà mình sẽ hay đệm vô. Khi mà làm kịch bản xong hết, luôn bắt đầu với cái tính là nếu như nhân vật của mình á, mình sẽ nói thêm những câu đó bằng tiếng Pháp nữa. Cái đó bắt đầu mình hỏi thầy, rồi mình note lại, rồi bắt đầu những cái phong thái của cái người Pháp xưa, họ hung tay làm sao, ý nghĩa tại sao lại phun hung cái tay, ý nghĩa nếu như hai người đàn ông ôm nhau hung cái má nhau như thế nào, cái khoảng cách cỡ nào vừa đủ, là coi như mình tìm hiểu hết đó, để làm sao cho cái phần nhân vật của mình nó được dày lên. Rồi sau đó mình sẽ tìm ra một cái signature nào đó mà của nhân vật, cái gì đó rất là đặc trưng của nhân vật, về hành động cũng như về ngôn ngữ. Thời điểm đó nha, sáng nào luôn cũng dậy lúc 4-5 giờ sáng. Và đầu tiên cái việc mở mắt ra là luôn phải ra là ngồi luôn nhai tiếng Pháp. Rồi nhai từng đoạn đoạn, mới đầu là đoạn ngắn, rồi đoạn dài. Trong cái khoảng thời gian đi tập thể dục cũng đọc tiếng Pháp, lái xe cũng đọc tiếng Pháp. Đến khi mà mình thoại tiếng Pháp ra đó, thầy bất ngờ và thầy nói là thầy có thể hiểu được mình nói gì. Nhưng mà cái tốc độ y chang thầy luôn. C'est génial. Công tử Bạc Liêu hồi xưa bên Pháp á, là họ có những cái điệu nhảy của cái thời năm 1900, thời đó nó là một cái gì đó rất là nổi loạn. Rồi có những cái style nó kiểu nó dùng chân nhiều hơn, nó hoàn toàn khác với kiểu nhảy hiện đại bây giờ. Cái tinh thần của cái kiểu nhảy đó với lại cái tinh thần của nhân vật trong bộ phim này nó rất là the same với nhau. Học nhảy với thầy để mình hiểu được cái style và những động tác kiểu giống như là thầy biên ra để mình pick nó khi mình cần. Thầy chỉ cho mình cái điệu nhảy thôi, thầy cho mình cái kiểu nhảy thôi, nhưng mà trong phim đó cái việc quyết định mình nhảy cái gì ở đâu thì là mình tự quyết định.
Và khi vô trong set á, thì luôn bắt đầu là phải tự động cảm cái set đó, mình chia động tác, mình tưởng tượng và mình cùng với cái hình thể của mình, cùng với những cái đạo cụ mình đang có hoặc là xung quanh của mình phải dùng nó như thế nào, thì lúc đó mình phải tự động deal với chuyện đó. Ở mỗi thời điểm mình sẽ tự động cảm tác và mình tự viết ra một cái đoạn nhảy nào đó theo cái ý của đạo diễn muốn. Em xin phép được biết quý danh của vị khách lần đầu gặp mặt. Xin hãy gọi moi là Công tử Bạc Liêu. Hẹn một ngày cùng nhau so tài nấu chè bằng một cách vô cùng đặc biệt. Tôi muốn là Công tử Bạc Liêu đi đến đâu thì sự vui vẻ phải có ở đó. Cha đừng có vô. Mắc gì mà tao không được vô? Thì cha vô là coi như tiêu tùng cái sự kiện này đó.